Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với FT Kids TV. Tiếp tục series bong bóng nghệ thuật đơn giản. Hôm nay chú bé FT sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình khẩu súng AK các bạn nhé. Để tạo được khẩu súng AK, chúng ta cần có hai quả bóng hai màu. Chúng ta tùy chọn các bạn nhé. Ở đây chú bé FT sẽ chọn màu vàng và màu đỏ. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu vàng lên. Quả bóng màu vàng chúng ta thổi chưa khoảng 4 ngón tay. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái khóa khoảng 2 ngón tay ở đây. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay. Tiếp tục tạo một vòng tròn khoảng 6 ngón tay. Ở đây chúng ta sẽ tạo một quả nho 2 ngón tay. Và tạo một vòng tròn tương tự. Vòng tròn thứ 3. Đây chúng ta tạo một quả nho 2 ngón tay. Tạo tiếp vòng tròn thứ 3. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu đỏ lên, chừa lại còn khoảng 6 ngón tay. Tương tự quả bóng màu vàng chúng ta cũng tạo một cái khóa 2 ngón tay đây. Bây giờ hai khóa này chúng ta sẽ xoắn chung lại với nhau. Đến đây đoạn bóng màu đỏ chúng ta cũng tạo một đoạn bằng với đoạn màu vàng. Và tạo một cái khóa 2 ngón tay. Đầu bóng màu đỏ chúng ta sẽ luồn qua 3 vòng màu vàng này. Chúng ta kéo sát tới đầu này các bạn nhé. Ok. Từ mép màu vàng này chúng ta chừa ra khoảng 2 ngón tay. Ta xoắn lại. Trên này chúng ta tạo một đoạn 4 ngón tay. Và đoạn thứ 2 4 ngón tay. Hai đoạn chúng ta xoắn chung lại. Tiếp tục ta tạo một đoạn 4 ngón tay tương tự. Đến đây chúng ta sử dụng kỹ thuật lật bóng. Chúng ta lật bóng ngón cái tùy sát với mí này. 2 bàn tay còn lại chúng ta lăn bóng ngón cái đẩy thêm một lần nữa cho chắc các bạn nha. Đến đây chúng ta kéo màu vàng này lên. Ở đây chúng ta tạo 3 cái khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Một khóa. Hai khóa. Chúng ta nhớ bóp mềm bóng để chúng ta khóa cho nó dễ các bạn nhé. Đoạn này hơi dài chúng ta ngắt bỏ cho cân đối các bạn nhé.
Ok, chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.